Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một khái niệm rất chi là quen thuộc, đó là hằng. Đấy. Thì hằng là gì và nó được khai báo như nào, cú pháp khai báo như nào? Thì ở bài học này, trong cái video lần này mình sẽ giới thiệu rõ về cái vấn đề đó. Đấy. Và tương tự như như biến, nhưng mà thì hằng thì cái giá trị của nó sẽ không thay đổi và nó giữ nguyên, tức là từ đầu đến từ khi bắt đầu chương trình đến khi kết thúc chương trình thì cái giá trị của hằng nó không thay đổi. Đấy. Ví dụ như ban đầu nó bằng 1 thì cuối sau khi kết thúc chương trình thì nó vẫn là 1. Đấy. Và nó được áp dụng trong các cái trường hợp giá trị không thay đổi trong toàn bộ cái chương trình đấy. Đấy. Về cách khai báo hàm thì ở đây mình giới thiệu đến các bạn hai cách. Đấy. Cách 1 đó chính là như sau ạ. Các bạn làm cái thao tác thăng DeFi. DeFi ở trong tiếng Anh có nghĩa là nó định nghĩa đấy. Đấy. Sau đó sẽ là nốt dùng cách. Đấy. Và sau đó đến tên hàng. Tiếp theo sẽ là đến cái giá trị. Đấy. Các bạn lưu ý rằng cái đấy, khi các bạn khai báo DeFi sau đó dốc cách, rồi sau đó sẽ là đến tên hằng và tiếp theo là đến giá trị của cái hằng đó. Đấy, mình ví dụ như sau. Ví dụ thằng này DeFi chủ đề tiến hành mình đang lập pi. Rồi, giá trị của nó là 3.14. Rồi. Vậy thôi. Mình sẽ copy cái đoạn này đến khai báo ở bên trên này. Đấy, các bạn đã thấy. Thì đây là cái một cái cách khai báo. Đấy. Cái một khai báo. Hoặc là các bạn có thể khai báo một cái số khác. DeFi số alpha đi ạ. Alpha bạn viết qua luôn. Đấy. Các bạn có thể cho nó bằng giá trị là 4 đi cũng được. Đấy, như các bạn đã thấy cái chữ alpha này này nó có cái màu khác với cái DeFi và cái giá trị 4 này. Đấy. Thì đó là cái cách 1. Đây là cái cú pháp của nó. Đấy. Mình sẽ cho nó vào câu lệnh comment. Rồi. Rồi, tiếp theo là cái cách 2. Cách 2 thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ viết cái tên gọi hằng của nó. Hằng thì trong tiếng Anh nó gọi được constant. Đấy, viết như vậy. Sau đó sẽ là đến dấu cách. Đấy. Và sau đấy kiểu dữ liệu của kiểu dữ liệu của cái hằng đấy. Sẽ đến kiểu dữ liệu. Và tiếp theo là một cái dấu cách. Là tiếp tục sẽ đến tên hằng. Đấy. Và tiếp theo sẽ đạt đến cái giá trị của cái hằng đó. Các bạn lưu ý rằng là ở giữa những cái phần này thì các bạn đến phải để cái dấu cách này. Đấy, dấu cách này. Giữa constant này và kiểu dữ liệu dấu cách này và giữa kiểu dữ liệu giữa tên hằng và giá trị của nó thì đều để dấu cách. Đấy. Và ở cuối cái này thì các bạn cuối cái khai báo này thì các bạn bắt buộc phải thêm cái dấu chấm phẩy để kết thúc cái câu lệnh khai báo đó. Đấy. Ví dụ như
Ví dụ ở đây mình sẽ khai báo lại cái P ạ. Kiểu dữ liệu của nó sẽ là kiểu float, kiểu thực ạ. Rồi sau đó sẽ đến cái hàng tên của nó, tên của cái hàng đó là P ạ. Rồi sau đó tiếp sẽ đến cái giá trị của cái số P đó. Đấy, sau mình chấm vậy xong dòng. Đấy thì đây như các bạn có thấy thì đây là cái kiểu dữ liệu của nó, gọi là p, tên gọi của nó, và đây là giá trị của nó. Đấy các cái màu của nó, đấy các bạn có thể thấy cái màu của nó sẽ khác với những cái màu của những cái ký tự còn lại. Đấy đó, như trên thì mình đã chỉ ra cho các bạn hai cách để khai báo một cái hằng đấy, và một số khái niệm về hằng là gì. Đấy rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.